lời đầu tiên tôi xin được gửi lời chào chân thành nhất tới các quý vị ban giám khảo và các bạn đã có mặt tại đây. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Hoàng Nam, hiện đây đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hàng không Kiev năm 2000. Hôm nay tới cuộc thi tìm kiếm tài năng Kiev năm 2015 với tư cách là người con Việt được sinh ra và lớn lên xa tổ quốc. Tôi muốn được tìm hiểu thêm và học hỏi về đất nước mẹ. Và tôi muốn nói rằng dù có sinh sống xa ở đâu thì tôi vẫn luôn hướng về tổ quốc Việt Nam. Và về cuối tôi xin được chúc cuộc thi thành công tốt đẹp ạ.